hãy mở toang cửa đón lấy Chúa Kitô. Anh chị em rất thân mến, tin mừng của ngày đại lễ Phục Sinh hàng năm vẫn là tin mừng theo Thánh Gioan. Dù vậy, có một điểm được cả bốn tin mừng chú ý và nói đến trong biến cố Chúa sống lại, đó là tảng đá lấp cửa mộ. Thánh Marco và Thánh Matthew cho biết tảng đá lấp cửa mộ Chúa rất lớn. Đó là lý do các phụ nữ ra thăm mộ sợ hãi sẽ ai sẽ lăn cái tảng đá ra cho họ. Họ không chỉ sợ cái khối nặng của tảng đá mà sức họ chẳng lay chuyển được gì. Đối với các môn đệ Chúa và cả những người Do Thái lên án cái chết cho Chúa, tảng đá còn mang ý nghĩa lớn hơn cái trọng lượng của nó. Khi tảng đá lấp cửa mộ được niêm phong, có nghĩa mọi hoạt động của Chúa Giêsu chấm dứt. Mọi lời rao giảng, ban ơn cứu độ của Ngài không còn giá trị. Và đồng thời, mọi hy vọng về cuộc sống mới của mọi người sẽ chấm hết. Nói cách khác, tảng đá đang bị niêm phong là chướng ngại ngăn cách Đức Giêsu với thế giới của con người, là quyền lực và là thách đố của con người đối với Thiên Chúa, là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Thiên Chúa cứu độ nhân loại. Sức nặng của tảng đá là sức nặng của sự giữ. Tuy nhiên, sức nặng của tảng đá đó chưa bằng sức nặng do chính mỗi chúng ta tạo nên để ngăn cách Chúa đến với chúng ta. Ai có thể làm vang lên lời Chúa trong gia đình của anh chị em nếu không phải chính anh chị em? Một khi anh chị em là chướng ngại, Chúa có nói được lời Chúa trong gia đình anh chị em hay không? Ai có thể đưa anh chị em đến tham dự thánh lễ và rước Chúa xứng đáng nếu không phải chính anh chị em? Một khi anh chị em khước từ với lý do này khác, tựa như những tảng đá lớn bịt lối, thì Chúa có ngự vào tâm hồn của anh chị em được hay không? Ai có thể mở môi miệng của anh chị em và tâm hồn của anh chị em hướng về Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác? Một khi anh chị em nhút nhát hay sợ hãi, sợ hãi bây giờ như tảng đá lớn chặn lối Chúa đến với người khác. Nói tóm lại, có những tảng đá do chính chúng ta tạo nên thành chướng ngại ngăn cách Chúa đến với chúng ta. Đó mới là những tảng đá khổng lồ. Vì vậy, câu hỏi của các phụ nữ kia khi ra thăm mộ như đang khai mở cái môi miệng chúng ta để hỏi ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi ngôi mộ cho chúng ta. Câu trả lời không tìm gặp được nơi quyền lực của con người, cũng như những phụ nữ nhận biết sức họ không thể lay chuyển tảng đá chướng ngại. Chúng ta cũng biết rõ từ sức mình, chúng ta không thể, không dễ gì để thoát ra khỏi tội lỗi, không dễ khôi phục lại cái đời sống cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa trong gia đình sau thời gian quá dài bỏ quên. Chúng ta cũng không dễ mạnh dạn sống đời chứng nhân và giới thiệu Chúa cho người chung quanh. Ai sẽ làm tảng đá sợ hãi, cố chấp ra khỏi ngôi mộ tâm hồn của chúng ta đây? Câu trả lời chỉ tìm gặp được nơi Chúa Giêsu Kitô đứng đã phục sinh cho chúng ta. Khi đến mộ bà Maria Magdalena, thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ, Chúa phục sinh là đứng lăn tảng đá ra do con người đặt ra ngăn cách giữa Ngài với nhân loại. Và tình yêu của Ngài dành cho con người quá lớn đến mức không có vật gì hay ai có thể ngăn cách được. Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi cho tín hữu Roma đã ngợi khen tình yêu đó của Đức Phục Sinh, dù gian truân đói khổ rách rưới hiểm nguy sự chết hay ma vương quỷ lực vân vân cũng không thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy, biến cố Chúa Phục Sinh đẩy mọi chướng ngại sang một bên không chỉ là cái câu chuyện kể mà còn là thực tại của ngày hôm nay, vì Chúa Giêsu đứng đã chết, đã sống lại và đang sống với chúng ta hôm nay. Quyền năng của Ngài lăn tảng đá hôm nay và cùng chính quyền năng Ngài lăn tảng đá hôm nay nơi mọi gia đình và mọi tâm hồn của mỗi chúng ta. Ngài lăn cái tảng đá, cái sự chết ra và mở toang cửa sự sống cho chúng ta. Ngài lăn tảng đá sự sợ hãi trong chúng ta ra
và thay vào đó là một tâm hồn mạnh mẽ sống cho tin mừng. Ngài lăn tảng đá, viền lẽ, viền cớ, thoái thác đang cản trở nhiều gia đình không nghe lời Chúa để khai thông tâm hồn chúng ta sẵn sàng cất tiếng làm vang lời Chúa ở trong gia đình của mình. Vì thế, điều mà Chúa Phục Sinh đang mong chờ nơi chúng ta được Thánh Gioan Phaolô đề nghị nhấn mạnh là đừng sợ. Hãy mở toang cửa đón lấy Chúa Kitô. Đối với giáo xứ chúng ta, từ đầu năm phục vụ này, chúng ta tìm hiểu tầm quan trọng của các gia đình và sống lời Chúa ở trong gia đình, cũng như việc yêu mến mẹ qua chặng chuỗi Kinh Mân Côi vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chúng ta khích lệ và thúc giục nhau tụ họp và đọc lời Chúa trong gia đình trước tòa Đức Mẹ tại giáo xứ. Thế nhưng, dù có những cố gắng, ai nấy cũng dễ nhận thấy rằng những tảng đá bàn lui quá lớn, những tảng đá ngại ngùng quá nặng, những tảng đá ngồi lặn còn quá nhiều. Thì hôm nay đây, lúc này đây, lúc hội thánh đang reo lên niềm vui Alleluia, Chúa đã sống lại thật. Chúa Giêsu đã sống lại, lật tung mọi thứ đá tảng nặng nề, to lớn, để cho lời Chúa đi vào tai, đi vào tâm trí chúng ta, để trái tim chúng ta từ nay sống cho Chúa. Để mọi chọn lựa của chúng ta từ nay chỉ chọn Chúa mà thôi. Đừng sợ. Hãy mở toang cửa đón lấy Chúa Kitô. Hãy mở toang cửa nhà cho lời Chúa đi vào và vang lên trong gia đình anh chị em, các nhóm của anh chị em. Hãy mở toang cửa tâm hồn để rước Chúa Giêsu phục sinh và để Ngài đến ngự trị sống trong mỗi chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta cứ để cho thần khí của Chúa Giêsu phục sinh thúc đẩy chúng ta mạnh dạn nhấn vào email, vào Facebook, vào tin nhắn gửi đi hàng ngày tin mừng trọng đại này: Chúa đã sống lại. Đừng sợ, hãy mở toang cửa đón lấy Chúa Kitô. Nhiều người đang mong được nghe tin vui đó cho sự sống của họ. Xin Chúa cho bắt đầu ngày hôm nay là ngày vui của mỗi người và mỗi gia đình của chúng ta. Xin cho chúng ta được ơn sống lại của Chúa để đời chúng ta từ nay tươi tắn và hăng say phục vụ Chúa hơn. Amen.